Nhiều cử tri Thanh Chương kiến nghị giải quyết các vấn đề sau sắp nhập xã, xóm. Nội dung được cử tri 8 xã, thị trấn huyện Thanh Chương quan tâm đề xuất liên quan đến giải quyết các vấn đề sau sắp nhập xã, xóm. Nhiều vấn đề đặt ra hậu sắp nhập. Mở đầu cuộc tiếp xúc cử tri, thay mặt đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Trần Thị Thanh Huyền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Đồng báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề và kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tiếp đó, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, các cử tri đã phản ánh, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự, an ninh xã hội, hệ thống chính trị. Vấn đề được nhiều cử tri có ý kiến phản ánh liên quan đến hậu sắp nhập xã. Cử tri Trần Thanh Hải ở thôn Hưng Thủy, xã Đại Đồng phản ánh việc sắp nhập ba xã Thanh Hưng, Thanh Tường, Thanh Văn thành xã Đại Đồng dẫn đến dồi dư cán bộ, công chức buộc phải điều chuyển sang xã khác, quãng đường xa, có người phải di chuyển đến 30 km. Mặt khác, nhà văn hóa ở các thôn, xóm vừa thừa, vừa thiếu, thừa số lượng nhà dân quá nhưng thiếu cơ sở đủ về quy mô số dân sau sắp nhập để tổ chức sinh hoạt, về chế độ cho đội ngũ những người hoạt động ở thôn, xóm sau sắp nhập, dù quy mô dân số, diện tích tăng lên nhưng chế độ không tăng. Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm tháo gỡ. Cử tri Nguyễn Lê Trị, giáo viên trường trung học cơ sở Đại Đồng cũng phản ánh tình trạng thừa, thiếu cơ sở vật chất trường, lớp sau khi sắp nhập 3 trường học từ 3 xã cũ, nhất là thiếu phòng chức năng và phòng học bộ môn. Cử tri đề nghị các cấp cần hỗ trợ kinh phí, đáp ứng nhu cầu dạy và học, thực hiện mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1. Cùng các vấn đề hậu sắp nhập, cử tri cũng phản ánh, đề xuất các cấp đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi tại một số địa phương. Cử tri Nguyễn Hữu Long ở thôn Nghĩa Trung, xã Đại Đồng đề xuất tỉnh, huyện tiếp tục triển khai dự án đường vành đai Tường Văn, Hưng đang dang dở, xây dựng kênh tiêu từ xã Thuận Sơn, Đô Lương qua các xã của huyện Thanh Chương xuống Trào Cang nhằm khắc phục tình trạng ngập úng khi mùa mưa đến. Cử tri Nguyễn Quang Sửu ở thôn Vinh Ân, xã Đại Đồng kiến nghị các cấp cần quan tâm tiếp thu và giải quyết đầy đủ các kiến nghị, phản ánh của cử tri một cách đầy đủ theo thứ tự ưu tiên, nội dung nào cấp bách, quan trọng thì cần giải quyết trước, từ đó thu hút, tạo niềm tin cho cử tri đến các hội nghị tiếp xúc cử tri. Nhiều vấn đề liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới, hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng lưới điện xuống cấp, chế độ, chính sách cho người có công, cho bộ đội, giải quyết đơn thư, tố cáo của công dân, năng lực, trình độ, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức cũng được cử tri quan tâm phản ánh, đề xuất, trách nhiệm giải quyết các vấn đề cử tri nêu. Kết thúc cuộc tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu, trao đổi, giải trình nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, Hội đồng Nhân dân tỉnh luôn quan tâm, trăn trở, đổi mới công tác tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri. Thay vì tổng hợp nội dung ý kiến cử tri phản ánh, đề xuất theo địa phương, hiện nay, việc tiếp thu, tổng hợp ý kiến cử tri chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết được gắn theo tên và địa chỉ cụ thể của người phản ánh. Trên cơ sở đó khi trả lời cũng được gửi đến tận người phản ánh, chứ không phải đến địa phương như trước đây, tránh tình trạng có thể vì lý do nào đó mà chưa đến được với người phản ánh. Đi vào từng vấn đề cụ thể, ông Nguyễn Nam Đình đã trao đổi, giải trình liên quan đến chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo nghị quyết Trung ương 6, khóa 12 và chế độ, chính sách cho cán bộ không chuyên trách ở xã, xóm trên địa bàn tỉnh đang thực hiện ở mức trần được quy định tại Nghị định 34 của Chính phủ. Về xử lý cơ sở vật chất sau sắp nhập xã, xóm được thực hiện theo quy định quản lý tài sản công của Trung ương. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án xử lý cơ sở vật chất dư dư, trình Sở Tài chính thẩm định trước khi tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Tuy nhiên, hiện nay tiến độ đang chậm và dự kiến ngày 21 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức phiên giải trình làm rõ và có giải pháp giải quyết nhanh hơn. Giải trình, trả lời các ý kiến về đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình xây dựng nông thôn mới, ông Nguyễn Nam Đình cho rằng hệ thống lưới điện nông thôn xuống cấp, không đảm bảo an toàn và ảnh hưởng đến chất lượng điện sinh hoạt, nhất là cuối nguồn điện là tình trạng phổ biến ở nhiều địa phương. Để khắc phục cần có nhiều yếu tố và thời gian, tuy nhiên, đề nghị huyện và các xã, khi có phản ánh của cử tri phải vào cuộc khảo sát, thống kê, xác định nhu cầu để báo cáo với ngành điện lực có lộ trình, ưu tiên khắc phục những nơi cấp bách trước.